Tin Tây Ban Nha Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ Tây Ban Nha đừng than phiền về việc thiếu ơn gọi. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tu sĩ đừng chỉ than trách về tình trạng thiếu ơn gọi, nhưng hãy dấn thân làm điều Chúa yêu cầu là cầu nguyện và làm chứng tá. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp video gửi hơn 700 tham dự viên trong tuần lễ toàn nước Tây Ban Nha thảo luận về các dòng tu khai diễn hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Madrid và kéo dài tới ngày chủ nhật mùng 8 tháng 4 với chủ đề Chúa kêu gọi những người ngài yêu thương, người trẻ phân định và đời sống thánh hiến. Tuần lễ thảo luận này do Học viện thần học ở Madrid đề xướng với mục đích hướng về thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm nay về người trẻ và suy tư về giới trẻ ơn gọi đặc biệt là về đời sống tu trì trong số các vị hiện diện tại hội nghị nhân tuần lễ này có đức hồng y Carlos Osoncesura tòa giám mục giáo phận Maric đức hồng y Oscar Rodriguez Mariaga dòng đông Bosco tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa Honduras và đức tổng giám mục Cozero Gires Carpado, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco và hiện là tổng thư ký bộ các dòng tu. Ngoài ra cũng có tu huynh Alois, tu viện trưởng tu viện TG bên Pháp. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, Nỗi lo lớn nhất của tôi là người trẻ của chúng ta ngày nay bị mất cội rễ, có lẽ công việc hôm nay là chuẩn bị con đường để chúng ta thấy điều mà ngôn sứ joel đã loan báo người già sẽ mơ ước và người trẻ sẽ nói như ngôn sứ ám chỉ tới tình trạng giảm súc ơn gọi trầm trọng tại tây ban nha đức thánh cha nói chúng ta không thể dừng lại để than vãn và thương khóc vinh quang quá khứ giữa lúc chúa nói với chúng ta hãy nhìn về đường trước và xem những gì con phải làm đức thánh cha cũng cảnh giác các dòng đừng chiêu dụ ơn gọi như thể mở chiến dịch thương mại hoặc chiến dịch tuyển cử trái lại cần tìm những cách thức mở đường để chúa có thể nói có thể kêu gọi vì ơn gọi của chúa không thuộc những kiểu mẫu thị trường vì thế anh chị em hãy can đảm và tiếp tục tiến bước